Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Jungle Resort and Casino. Cơm Việt Cali.com, cơm phần 3 món, ăn ngon nhớ hoài. 714-989-9911 và 714-548-1823. Health and Beauty Network, giúp bạn tự tin yêu đời với mỹ phẩm Natura. 714-467-9071. Tèo Thai Club, 714-983 Võ Xe hay 714-983-8693. Chợ Đông Ba với các món ngon xứ Huế. 714-891-8028. Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm. 714-839-8121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân. Nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền. 714-839-8121. Lái về một trong năm xe hơi và nhận được 50.000 tiền mặt chỉ có tại Pala Casino Spa and Resort. Anh Tuấn, Hoàng Trọng Thùy trở lại với quý khán thính giả trong các bản tin đáng chú ý liên quan đến tình hình thế giới. Hình ảnh mới nhất tại hiện trường ở thành phố Calcutta, thành phố nơi có 4.500.000 người Ấn Độ đang cư ngụ, và trên một cái con đường rất là đông đúc. Không biết vì lý do nào, quý vị để ý đó, ở Mỹ này khi mà họ xây dựng một cái cầu băng qua xa lộ hay băng qua con đường đó, là hầu hết tất cả cái con đường di chuyển chung quanh phải được bảo đảm an toàn, không cho người ta sử dụng, bởi vì không biết được nhiều vụ có thể xảy ra động đất hay gì đó khiến cho chiếc cầu sụp xuống. Thì mới đây, chiếc cầu này trong ngày thứ 5 dân chúng đang di chuyển qua lại thì chiếc cầu đã sụp xuống trước sự than khóc và chết chóc của rất là nhiều người. Con số người thiệt mạng tính đến giờ phút này ít nhất là 21 người, hàng trăm người bị thương. Và quý vị nhìn thấy đó, các kỹ sư công chánh rồi người dân trong các khu phố chung quanh, rồi kể cả quân đội Ấn Độ nữa đã đến hiện trường. Họ dùng bằng mọi thứ, búa, dao, cưa, những cái vật dụng thô sơ nhất, xẻng, để tìm cách cứu vớt. Bởi vì họ nói rằng cứu càng sớm thì mong rằng có thể cứu mạng người. Ngay lập tức, người dân đã ta thán tình trạng mà bê bối, và họ nói rằng cái chuyện sập cầu, sập nhà, sập đất là thường xuyên diễn ra, cũng tương tự như ở Việt Nam, thưa quý vị, vì lý do là các tiêu chuẩn quy định về xây dựng rất là lỏng lẻo, bao gồm việc mà đấu thầu quá rẻ đi, mà nhà nước và các khu vực địa phương đó thì cứ tính đến cái chuyện rẻ tiền để tiết kiệm ngân sách. Chính vì thế mà khi rẻ tiền thì họ trộn cát, họ trộn những cái thứ mà nó rẻ, khiến cho hệ thống xây dựng rất là yếu kém, không chỉ riêng hệ thống của chính phủ mà kể cả người dân nữa. Và vì thế, ngay ngày hôm nay thì một giới chức chuyên coi về vấn đề xây dựng đó, họ nói rằng ông nói một lát nữa, ông cuối cùng nói thì tôi nghĩ đây là bàn tay của Thượng Đế. Coi kỳ lạ vậy. Dạ. Coi như là chối bỏ trách nhiệm. Bởi vì ông nói bây giờ đó, cái tiến trình nó diễn ra quá chậm chạp. Cái luật thì đã cho phép từ 2008, tức là hợp đồng đã ký từ năm 2008, mà cho đến giờ này cây cầu vẫn chưa xây xong. Yeah. Lý do đó là ông nói rằng là vấn đề chính nạn giấy tờ, rồi ông không nói ra vấn đề tham nhũng hối lộ, nhưng mà cuối cùng thì anh quy trách nhiệm cho Thượng Đế. Ông nói rằng đây là bàn tay của Thượng Đế. Tuy nhiên, cái người mà tuyên bố như thế đó ngay lập tức đã bị cảnh sát bắt giam, và hai giới chức trong công ty mà xây dựng cái cây cầu này đó đang bị giam giữ để cuộc điều tra đang tiến hành, thưa quý vị. Dạ vâng, vào sáng ngày hôm nay thì chúng tôi ghi nhận được con số người chết là 14 người. Tuy nhiên thì mới xem lại ít phút, hãng thông tấn AP đã tăng con số lên tới 21 người. Trở lại với những phần tin tức ngay tại Hoa Kỳ, tin tại địa phương, thưa quý vị, một cảnh tượng kinh hãi, một thi thể máu me nằm ngay giữa chợ Target, trong lúc mà người ta vẫn đi mua sắm và tấp nập qua lại, đã được gây kinh hãi với rất nhiều người. Sự việc xảy ra khi một người đàn ông đến khu vực mua sắm của Target ở thành phố Fontana, California. Sự việc xảy ra vào lúc 11 giờ sáng ngày hôm qua. Người này khi đi vào cái khu vực mà bán son, nồi chảo, bếp núc, những cái dụng cụ gia đình, thì lập tức ông ta mở ngay cái một hộp dao ra và cắt
quà vào cổ tay, cũng giống như là lấy con dao thật bén thật nhọn đó đâm vào bụng mình liên tiếp, rồi sau đó gục ngã ngay tại chỗ. Cảnh tượng kinh hãi đã được quay lại trên camera an ninh và ngay lập tức các giới chức của Target đã gọi cho cảnh sát đến. Tuy nhiên thì trong vòng 2 tiếng sau đó thì Target mới đóng cửa cho tới tận sáng ngày hôm nay. Qua những cái điều tra sơ bộ cho biết, cảnh sát nói rằng người đàn ông này đã có ý định tự sát từ trước đó và bởi vậy nên mới có lý do là ông ta đi vào Target, và theo như những cái camera ghi lại, ông ta đi vào Target và không cần phải dò xét gì cả, cứ đến cái khu vực bán dao, đồ hộp, son chảo và ngay lập tức lấy một con dao bén nhất. Được biết rằng danh tính nạn nhân tự sát không được tiết lộ. Cảnh sát cũng cho biết là nạn nhân không phải là nhân viên của Target và người ta còn thấy ở trên vùng bụng cũng giống như là các khắp vùng cơ thể của người này, trên thi thể nạn nhân cũng có rất nhiều vết cố gắng tự sát khác. Hiện tại thì các giới chức điều tra đang mong muốn tìm rõ động cơ người này và lý do vì sao phải dẫn tới nông nỗi là phải đi tự sát. Đây là bức hình của ông Phó Thủ tướng nước Bỉ và ông cũng kiêm luôn chức Bộ trưởng Bộ Nội an Bỉ, ông Jean Jambon. Đây là khuôn mặt trong phiên ra điều trần trước Ủy ban đặc biệt về vấn đề chống khủng bố của Quốc hội Bỉ. Quý vị cũng để ý đó là mỗi khi có xảy ra bất cứ cái chuyện gì liên quan đến khủng bố hay là bình thường hàng tháng một thì các ủy ban của Quốc hội với các vị thượng nghị sĩ dân biểu đó, họ làm chủ tịch các ủy ban này đó, thì họ đặt ra các câu hỏi từ vấn đề kinh tế, vấn đề lao động cho vấn đề sản xuất và vấn đề chống khủng bố và kể cả chiến tranh an ninh nữa. Thì sau vụ khủng bố ở thủ đô Brussels vào tháng 3 thì ông Jean Jambon đã đương đầu với rất nhiều những cái áp lực ngay lập tức sau khi các cuộc điều tra cho thấy là vấn đề an ninh của Bỉ rất là lỏng lẻo. Thổ Nhĩ Kỳ đã cáo buộc Bỉ là đã quá lỏng lẻo bởi vì họ đã khuyến cáo về tên, các tên mà từ đã bị bắt ở Thổ Nhĩ Kỳ rồi nhưng mà họ không giữ được ở Thổ Nhĩ Kỳ, họ giao lại cho chính quyền Hà Lan và Bỉ, rồi chính quyền Bỉ không giam những người này, chỉ có tạm thời một thời gian điều tra xong rồi lơ là thả cho những người này trở về các quê quán và cộng đồng của họ. Cuối cùng thì xảy ra vụ khủng bố. Trong cuộc điều trần ngày hôm nay, ông Jean Jambon tuyên bố một câu phải nói rằng đó là vấn nạn mà khiến ông phải từ chức. Tuy nhiên, cái chuyện từ chức của ông đã bị ông thủ tướng ngăn cản và nói rằng ông không thể nào từ chức vào lúc này. Hãy chờ cho vấn đề kiểm tra, vấn đề an ninh xong xuôi hết rồi lúc đó chúng tôi sẽ lượng định lại cái vị thế của ông. Cho nên ông tự muốn từ chức nhưng mà không được từ chức. Trong cuộc điều trần mới nhất ngày hôm nay, ông Jean Jambon tuyên bố đó là ngân sách dành cho an ninh của Bỉ đã bị cắt quá nhiều trong quá nhiều thời gian, ít nhất là cả chục năm qua. Vâng, đó là lý do mà nước Bỉ, điều đó đã chứng minh là họ cái sự lơ là về vấn đề an ninh đã khiến cho nước Bỉ bị tấn công ngày hôm nay. Bây giờ đó, tất cả các thành viên của Quốc hội Bỉ đó đều chịu chung trách nhiệm là đã quá lơ là vì vấn đề, có thể là cũng một phần là nhân đạo, quá chăm sóc về vấn đề xã hội, y tế và nhất là họ quan tâm đến làn sóng người di dân trong suốt cả gần 5 năm qua trong cuộc chiến tranh ở Syria. Chính vì thế họ dồn các ngân sách này nhắm vào xã hội mà quên mất đi một điều là cái đường biên giới và ngay cả các cộng đồng người Hồi giáo này đã không được quan tâm. Ông chỉ nói sơ sơ về vấn đề ngân sách thôi, nhưng mà bên cạnh đó chúng ta cũng biết được cái sự kỳ thị và ngăn cản cái sự phát triển của cộng đồng người Hồi giáo, nhất là những thanh niên trẻ, và khiến cho những thanh niên khi này, khi họ lớn lên, họ là quốc tịch Bỉ, nhưng họ nói rằng tôi là người Bỉ, nhưng mà tôi không cảm thấy tôi là người Bỉ. Bởi vì sao? Cái màu da của tôi khác, cặp mắt của tôi khác, tôi là người Hồi giáo. Còn những người Bỉ, Mỹ trắng đó, da trắng đó, họ là người Bỉ, họ nói rằng họ là gốc nguyên quán, còn tôi chỉ là những người di dân. Và điều này sẽ là tiếp tục một cái tác hại nữa mà các nhà chuyên gia họ nói, nếu nước Bỉ và nước Pháp và các quốc gia châu Âu đó mà không sửa đổi về cái quy chế xã hội để giúp cho những người nghèo, những người thanh niên trẻ Hồi giáo có công ăn việc làm và giáo dục đàng hoàng đó,
Bởi vì đa số những cái kẻ khủng bố này là những kẻ không có tốt nghiệp đại học và không được giáo dục đàng hoàng. Chính vì thế mà bọn chúng vô công rồi nghề, suốt ngày chỉ lên Internet mà theo dõi để tìm kiếm đến gần với Thượng Đế. Và Thượng Đế ở đây đã bị bọn ISIS thoái hóa và khiến thu phục những người này đi theo cuộc thánh chiến. Họ nói rằng chính phủ Mỹ của các anh, chính phủ của châu Âu, chính phủ Mỹ là những kẻ ác đã khiến cho những người Hồi giáo trở thành nô lệ và giết những người Hồi giáo này. Họ nghe theo và họ tổ chức khủng bố để chống lại đó. Ngày hôm nay thì Adem Aslam là kẻ đã là một trong những tên đã thực hiện vụ khủng bố ở thủ đô Paris, tuyên bố với người luật sư đại diện đó là anh ta sẵn sàng hợp tác với chính quyền. Đây là một trong những người luật sư đại diện cho Adem Aslam tuyên bố với giới báo chí. Họ nói rằng anh ta sẽ đồng ý hợp tác, nhưng mà có cái sự trao đổi nào đó chúng ta chưa biết được, vì cái sự hợp tác này chính quyền đang rất muốn. Và bởi vì từ khi bị bắt được cho đến giờ phút này, Adem Aslam chưa hề lên tiếng bất cứ điều gì để mà giải thích vì sao anh đã cùng với cái bọn khủng bố ở thủ đô Paris đã bị thánh chiến hóa đi theo ISIS. Thưa quý vị, đó là diễn biến. Và nước Bỉ ngay sau khi vụ khủng bố ở Paris diễn ra và khủng bố ở Bỉ, đã tuyên bố cung cấp lên tới gần 400 triệu euro. 400 triệu euro để hỗ trợ vào cuộc chiến chống khủng bố. Nhưng mà đối với ông Jean Jambon đó, ông nói rằng cái số tiền này đến đây là đã quá muộn, nhưng sẽ giúp được cho cái kế hoạch chống khủng bố trong tương lai. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo, gửi đến quý vị tiếp tục các bản tin đáng chú ý trong ngày. Mỗi thứ sáu trong tháng 4, Pala Casino sẽ tặng một xe Toyota Highlander LE Plus năm 2016 và 10.000 Mỹ Kim.